Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 20 và 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sư thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng, giám đốc công ty cổ phần Phượng Hoàng, sinh năm 1974, trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên và tổng hợp hình phạt cho các tội danh là trung thân. Mặc dù biết công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên do bị cáo Thắng làm đại diện pháp luật không đủ năng lực thực hiện dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề Song bị cáo thắng vẫn đại diện công ty nộp hồ sơ xin cấp có thẩm quyền cấp chứng nhận đầu tư thực hiện dự án nhằm huy động khách hàng nộp tiền thông qua việc bán đất của dự án để lấy tiền chi tiêu duy trì hoạt động của công ty cổ phần tập đoàn Phượng Hoàng do thắng làm giám đốc. Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 10 năm 2022, mặc dù tài sản gắn liền với đất dự án đang thế chấp tại ngân hàng, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, chưa được phép huy động vốn, nhưng Thắng đã lấy danh nghĩa công ty, nói dối khách hàng là đất hợp pháp để lừa bán 101 lô đất thuộc dự án cho 48 khách hàng và gán nợ 6 lô đất cho 2 khách hàng, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.